Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cái quá trình mà con gà nó mổ cái vỏ trứng để nó ra ngoài hòa nhập với cộng đồng nha. Đó, nó sẽ tỉa tót từng cái vỏ trứng một nha. Đấy, nó phải xoay tròn ở trong đấy nó mới đục được ra như thế. Chứ nó đục một lỗ nhỏ thì làm sao nó cửa mà banh ra được. Nó phải đục hết, ít nhất là phải một nửa. Đó, sau đó bắt đầu nó mới đạp. Nó đạp thì trái trứng sẽ nứt dần ra. À, chú gà chui ra. Đấy, ui dồi nha, cái rắc các bạn ơi. Đã quá. Mình quay được những thước phim như này rất là công phu các bạn. Canh nghe rất là vất vả. Vâng, và thành quả đã sắp đạt. Chúng ta cùng đếm nào. Chắc phải đếm từ 100 trở lại các bạn đi. Đếm lùi quá. Mình nhòi đếm 100, 99, 98, 97, 96, 95. Rồi mình ngưng lại tí, mình đếm từ 10 trở xuống. Đếm này mỏi chết luôn này. Rồi, rồi, cố lên. Cố lên chú gà bé bỏng ơi. Nếu như nó đây giống như tập thể dục quá hay như nào đó, nếu giờ chúng ta bóc ra thì nó sẽ bị kiểu như non quá hay sao ấy. Thật là tuyệt vời các bạn ơi. Cảm giác của mình lúc này rất là hồi hộp. Sáng mình mượn cái trứng này của anh hàng xóm nha. Mình mang về mình phải dùng đèn mình hỗ trợ đấy, không sợ nó lạnh quá. Ủa, nó đục gần hết xung quanh rồi các bạn. 3/4 rồi. Ra. Có khi nào mình đặt ở vị trí không bằng phẳng thì mình sẽ hạn chế không theo kim chiếc. Một chú gà đã bắt đầu rõ lên rồi. Rồi, thành công. Chú bắt đầu mở mắt nhìn ánh sáng. Để chú phải chờ cho khô. Cô lông, cho cô lông ấy ra. Rồi chú đã phát nữa bùng ngài các bạn, cố lên. Chân chú còn dính vào những cái mảng ở trong kia. Chưa dãy được ra hẳn. Rồi, thành công. Thành công rồi các bạn ơi. Thành công. Thôi mình phải chuyển chú sang một cái các bạn ơi. Rồi, chú đã nào thành công các bạn. Mới nở ra đó, à? Ý là nó mới nở quả trứng ra đó. Giờ chảo cho mẹ uống. Đi lúc chiều, à, lúc sáng. Lúc sáng. Không, em để sưởi. Em để đôi bóng đèn đó. Hả? Tao đi biết thì mày lấy được chưa, mày nói hay chưa? Sao lấy được lấy hả? Rồi, nuôi con đi nha, đừng có đạp nha. Chết rồi được nha. Bye bye. Tạm biệt các bạn.